Nhiều người hỏi tôi là gì? Thế bây giờ vận ông tốt mà ông không làm thì có ăn hay không? Đúng không? Vận ông tốt, ông không làm có ăn hay không? Có. Quý vị nên nhớ rằng là cái những người vận tốt thì họ luôn luôn cố gắng trong công việc, luôn luôn cố gắng nỗ lực hết mình trong cuộc sống, chứ họ không bao giờ họ ngồi một chỗ mà chờ chờ thành quả đến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phong thủy may mắn của tôi. Thì trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những bí quyết để thay đổi vận mệnh của một đời người. Thì theo quý vị, vận mệnh và số mệnh của con người có thay đổi được không? Đó là một cái câu hỏi mà hầu hết mọi người hết sức quan tâm, nhưng mà ít có người có thể tự trả lời cho mình được. Vì với mỗi người thì có những cái tư duy khác nhau, đúng không? Có những người thì làm mọi mọi cách, làm mọi việc, làm hết mình để hoàn thành công việc. Còn có những người ấy, thì họ thay đổi vận mệnh, họ thay đổi công việc, họ chỉ thử xem có được hay không và giữa chừng họ lại bỏ cuộc. Còn có những người thì khi mà nói đến thay đổi vận mệnh thì thậm chí họ gạt phăng đi luôn, họ phải ý trời, đúng không ạ? Mà ngày xưa ấy, cụ Nguyễn Du có một câu rất là hay đấy: xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Đó đó là một cái câu tạo động lực cho chúng ta gì có cái nghị lực vươn lên trong cuộc sống, và sẽ chính chúng ta sẽ là người tự thay đổi vận mệnh của mình chứ không phải là ai khác. Thì trong trong cái nền minh triết phương Đông ấy có câu rất là hay, có câu nói rất hay, rất thâm túy và có giá trị to lớn mà chúng ta vẫn thường nhắc đến. Đó là cái câu là nhất vận, nhì mệnh, tam phong thủy, tứ âm đức, ngũ độc thư. Đó. Vậy chúng ta hiểu về vận mệnh của mình như thế nào? Hiểu phong thủy như thế nào cho đúng? Và làm thế nào để chúng ta thay đổi được vận mệnh? Đầu tiên chúng ta xét đến là gì? Nhất mệnh. Hay còn gọi là mệnh lý, mệnh cục ấy. Thì cái mệnh của con người, mỗi con người sinh ra thì đều có những tổ hợp là năm, tháng, ngày, giờ sinh mặc định, được xác định là không thể thay đổi khi chúng ta được sinh ra. Mệnh là tiền định, nó thuộc về cái tiên ý tiên thiên nhưng không phải là do trời định, mà thực tế đây là sự kết hợp của phúc đức của gia tộc cũng như là cái nghiệp của cá nhân kèm theo là cái sự nỗ lực phấn đấu của mình đấy ở tiền kiếp, và cộng với lại theo cái nghiệp của cha mẹ chúng ta sinh ra cũng như là cái cống hiến của chúng ta trong cuộc sống như thế nào. Cổ nhân xưa cho rằng là vận mệnh của một người là do trời định, nhưng phúc họa của người đó là tốt hay xấu là do cái người đó họ làm, họ cống hiến thế nào và họ tạo phúc thế nào trong cái cuộc sống này. Vì vậy những người phúc đức sẽ sinh ra trong gia đình giàu có hoặc cha mẹ sinh ra con cái có hiếu thuận. Đương nhiên là trong nhiều trường hợp thì các yếu tố về quan vận, về phong thủy, về học vấn của cá nhân hay là một người không được sinh ra trong những cái gia đình may mắn đó, nhưng mà họ vẫn có thể cải biến được cái vận mệnh. Thì điều này hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của bản thân của người ấy. Trong Nhị Thập Tứ Sử có viết rằng họa phúc vô môn, nghịch thuận hữu số, thiên đạo vi du ảnh hưởng, nhân sự giám vụ tiền đồ, vị hữu đạo nghĩa, phi phúc bất diên, tòng ác họa bất chí giã. Ý nghĩa của câu này là họa phúc tuy rằng không có cửa, nhưng mà thuận nghịch đều là đã có số của trời rồi. Thiên đạo đã ẩn trong đó một cái việc xảy ra nhanh chóng. Những cái việc của con người trong tương lai đều được là gì? Kiểm chứng. Số mệnh là yếu tố quyết định toàn cục của một con người. Tiếp đến là cái ảnh hưởng của thời vận, thứ ba là ảnh hưởng của phong thủy, và thứ tư là ảnh hưởng của cái học vấn, cái trình độ của người đó, và thứ năm là ảnh hưởng đến cái âm đức tích lũy của người ấy ra sao. Nói cách khác, số mệnh và sinh ra gặp thời là yếu tố tiền định là thuộc tiên thiên, phong thủy là yếu tố hậu thiên và được quyết định bởi hành vi của gia chủ của đương số và sự điều chỉnh của môi trường sự mà mọi người sinh sống. Các yếu tố tính toán giúp xác định được mệnh của chúng ta thông qua các việc thấu hiểu các cung mạng, ngũ hành nạp âm, đúng không? Tên tướng pháp, ngày tháng năm sinh, vân vân. Đó. Thì đó là những yếu tố xác định về cái vấn đề là gì? Nhất vận. Đó. Thì sau sau cái vận mệnh của mình ấy, mỗi người được quyết định bởi một cái vận mệnh khi mà sinh ra trên lá số, nó sẽ thể hiện rõ ràng rồi. Bây giờ thì cái yếu tố thứ hai mà ảnh hưởng đến quý vị là có giàu có hay là nghèo khó thì đó chính là gì? Thời vận. Thì chúng ta xét cái vấn đề thứ hai, đúng không? Nhất mệnh, nhì vận. Đó. Cái thứ hai là cái thời vận. Chính những diễn biến xảy ra tương ứng với một giai đoạn nhất định như là ngày tháng năm đó. Ví dụ như là trung vận là 3 năm, đại vận là 10 năm, thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp dùng bát tự hoặc là tử vi để tính toán xác định khi nào bước vào một đại vận mới. Cái vận thì luôn thay đổi, mà cái làm cho vận đổi ấy là do tâm của con người. Tâm thay đổi thì tùy thuộc vào duyên đấy. Như vậy là gì? Chúng ta sinh ra chúng ta có lá số tốt nhưng mà do cái thời vận đấy, thời vận chưa đến, hoặc là trong mỗi một cuộc sống con người thì sẽ có những cái giai đoạn
nó biến cố, có những cái biến cố khác nhau trong cái cuộc sống. Ví dụ như năm 2019, 20, 21 là một trong năm của đại dịch Covid, thì người vận tốt hay người vận xấu thì đều bị ảnh hưởng, đúng không? Có những người thì gì, kêu khóc, kêu gào là gì, nhờ vì đại dịch mà sẽ tán gia bại sản. Nhưng có những người thì mừng mừng thầm mở cờ trong bụng là gì, ừ, nhờ cái dịch này mà chúng ta đã có những cái bước tiến mới, đúng không? Như những cái, như ví dụ như những cái phần mềm học online, hoặc là những cái đơn vị về cung cấp các giải pháp về 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 học trực tuyến đó, thì đó là những cái cơ hội ngàn năm có một đối với người ta, đúng không? Đấy, đấy là cái vận mệnh, đấy là cái vận, đúng không? Cái vận, cái thời thế nó quyết định ra cho ta là gì, sự thành bại của chúng ta. Khi mà chúng ta nắm bắt được cái vận đó thì chúng ta cũng sẽ có một trong những cái điều, khi mà chúng ta nắm bắt được cái điều đó thì đó là cũng là một trong yếu tố tiên quyết để giúp chúng ta thay đổi được cái vận mệnh. Cái yếu tố thứ ba mà ảnh hưởng đến cái vận mệnh của con người đó là cái gì? Phong thủy, đúng không? Nhất vận, nhì mệnh, tam phong thủy. Phong thủy là một trong những ngành khoa học lý khí đúc kết kinh nghiệm sống của cha ông chúng ta qua hàng ngàn năm lịch sử mà thành. Để phong thủy cho ta biết được về cái nguyên lý sống hài hòa và thuận theo tự nhiên, thuận theo gì, vũ trụ. Thấu hiểu được sự tiến hóa và thấu hiểu được về cái học thuyết là âm dương ngũ hành và bát quái. Thì kinh dịch ngày xưa có câu là thuận thiên giả tồn, nghịch thiên thì giả vong. Phong thủy sẽ giúp chúng ta thấu hiểu được cái bản hoàn chỉnh, từ đó mà tích cực học tập, rèn luyện và thay đổi vận và mệnh, giúp chúng ta xây dựng được cái sự nghiệp và gì, xây dựng được cái gia đạo hạnh phúc. Phong thủy ngoài ra còn giúp chúng ta làm ăn, kinh doanh dễ dàng và sẽ có được những cái tài lộc thông qua việc là gì, chỉnh về hướng nhà, hướng đất, đúng không? Bố trí lại cái phong thủy, sắp xếp bố cục phong thủy nó hợp lý, theo thuận theo tự nhiên, thuận theo ý trời. Phong thủy cũng giúp chúng ta chọn được cái đối tác làm ăn, đối tác kinh doanh, chọn được cái cộng sự làm việc, hay là chọn được cái thời điểm để bắt đầu kinh doanh, để giúp cho công việc nó được gì, hanh thông thuận lợi. Ứng dụng trong phong thủy của người thành công thì gồm các yếu tố sau. Yếu tố đầu tiên là yếu tố thiên thời, họ xác định được hạt giống của bản thân. Yếu tố thứ hai là yếu tố địa lợi, họ biết được là gieo hạt trên mảnh đất nào để tăng trưởng được tốt và có cái thu hoạch, đúng không? Và có được cái thu hoạch, có được cái thành quả tốt sau này. Yếu tố thứ ba là yếu tố nhân hòa, họ biết hợp tác với những ai trong công việc để đạt được cái những mục tiêu, đạt được những cái thành quả tối ưu trong công việc. Yếu tố thấu hiểu về cái thời vận sẽ giúp họ là biết được là nên mình phải nên làm gì và nên khởi sự làm ăn hay là nên thay đổi công việc vào thời điểm nào cho hợp lý. Đó, đó là cái yếu tố phong thủy. Yếu tố thứ tư chúng ta xét là yếu tố về học vấn. Đó, thì một người sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà cái cuộc sống của họ cũng sẽ khác nhau. Thứ nhất là do gì? Do nhận thức về xã hội, do nhận thức về gì? Do cái kiến thức của họ trong cái chuyên môn của họ, đúng không? Nó cũng sẽ khác nhau. Đấy. Hai người làm cùng ngành nghề thì cái tư duy về công việc nó cũng sẽ khác nhau, dẫn đến là gì? Cái cuộc sống của hai người đó sẽ khác nhau. Một triết gia Nhật Bản có viết là người ta thường nói này, trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người. Kể từ khi tạo hóa tạo ra con người ấy, thì tất cả đều là bình đẳng. Mọi người đều có tư cách, mọi người đều có địa vị là như nhau, không phân biệt đẳng cấp trên dưới, giàu nghèo. Mọi người sinh ra đều bình đẳng, nếu mà có sự khác biệt là do học vấn quyết định. Học vấn sẽ quyết định cái vị trí và cái địa vị xã hội của quý vị, của các bạn. Đâm ra là gì? Quý vị không, ví dụ những người học cao, đấy, học cao thì họ sẽ biết cách gì sử dụng cái kiến thức của mình ứng dụng vào công việc để cho công việc nó được trôi chảy, đúng không? Để cho công việc được trôi chảy, được hanh thông hơn. Thì các cụ nhà ta đang nói là gì? Thường xuyên làm việc phước đức thì đức năng thì thắng số. Đấy. Một ý nghĩ hướng thiện sẽ chấn động cả lục giới, và cái tôi cũ trước đó cũng sẽ chết và cái tôi mới được sinh ra. Tạo ra các duyên tốt và làm tâm thay đổi. Khi tâm mà tốt ấy, thì sẽ chuyển theo cái vận tốt, đúng không? Khi mà vận tốt sẽ giúp chúng ta thay đổi được cái vận mệnh. Và cứ như vậy mà phát huy thì ắt sẽ chuyển được khung thành cát. Một người nếu mà luôn giữ cái tâm thái là hòa ái, biết ơn và yêu thương người khác thì thường xuyên sẽ tươi cười, độ lượng và suy nghĩ sẽ tích cực dần dần. Cái suy nghĩ tích cực sẽ dần dần chuyển hướng cái năng lượng từ trường của bản thân dần dần sang cái suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ tiêu cực, nhỏ nhen, oán hận, đấy, độc ác sẽ dần dần để bị thay đổi, bị áp chế bởi cái năng lượng tích cực của chúng ta và sẽ bị dần dần sẽ bị giảm đi. Nhân sinh tại thế, vận mệnh thì đã sớm được an bài. Tuy nhiên, nếu mà
vẫn có những người không hài lòng với cái vận mệnh của mình. Đấy. Luôn trăm phương nghìn kế, những mong là có thể thay đổi được cái vận mệnh của bản thân. Vận mệnh của bản thân có thể thay đổi được hay không? Điều gì mới có thể thực sự ức chế được đường đời của mỗi con người chúng ta? Như phân tích ở trên ấy, thì chúng ta có 5 yếu tố ảnh hưởng đến cái vận mệnh của chúng ta, ảnh hưởng đến cái sự giàu nghèo của chúng ta. Đấy. Nhiều người hỏi tôi là gì? Ừ, thế bây giờ vận ông tốt mà ông không làm thì có ăn hay không? Đúng không? Vận ông tốt, ông không làm có ăn hay không? Có. Quý vị nên nhớ rằng là cái những người vận tốt thì họ luôn luôn cố gắng trong công việc, luôn luôn cố gắng nỗ lực hết mình trong cuộc sống, chứ họ không bao giờ họ ngồi một chỗ mà chờ thành quả đến. Và họ làm mọi cách, đúng không? Họ học hỏi, họ trau dồi kinh nghiệm, họ dấn thân, họ vấp ngã để họ có được cái bài học, để họ có được những cái thành công. Chứ không một ai mà có số tốt mà họ lại buông thả, lại thả trôi cái vận mệnh của mình cả. Còn những người mà vận xấu thì sao? Rất nhiều người vận xấu mà chúng tôi đã khảo nghiệm các đa số, nó không hề tốt tí nào. Đấy, nhưng mà gì? Họ vẫn có được cái cuộc sống tốt. Đấy, thì là nhờ vào ý chí, nhờ vào nghị lực và nhờ vào cái sự cố gắng của họ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Đấy. Vậy nên là gì? Quý vị đừng ngồi đó mà than vãn bản thân, đừng ngồi đó mà oán trách. Hãy nhấc mông lên và hành động hết mình để có được cái kết quả và thay đổi được cái vận mệnh của mình. Chứ đừng ngồi than là ôi rồi số tôi khổ quá, số tôi thế này thế kia. Không có. Mọi người sinh ra là bình đẳng như nhau. Nhưng mà cái quyết định được số phận của mỗi người là do ý chí của chúng ta. Đấy. Khi mà quý vị xác định quý vị được quý vị là ai, đúng không? Và quý vị có những cái kiến thức, đủ kiến thức, học hỏi đủ kiến thức, nâng tầm được mình lên, đúng không? Thì cuộc sống của quý vị sẽ chắc chắn sẽ thay đổi. Vậy nên là qua video này tôi muốn truyền tải đến quý vị là quý vị đừng nên oán trách vào số phận và cũng đừng giao cái số phận của mình cho bất kỳ ông thầy nào. Tôi cũng biết rất nhiều ông thầy, họ đi xem cho người khác rất là tốt, nhưng mà gì, họ luôn kêu ca, luôn oán trách, luôn oán than về cuộc sống, luôn oán than về bản thân, luôn oán trách về gì, về những cái mình không đạt được. Đó, những ông thầy còn như thế cơ mà, thì chúng ta là những người thường thì oán trách là chuyện bình thường. Đâm ra là gì? Đừng có giao bất kỳ cái số phận của mình cho ông thầy nào quyết định, mà chính bản thân quý vị phải là người quyết định cái vận mệnh của mình để quý vị có thể thay đổi được cái vận mệnh và thay đổi được bản thân. Thì năm 2017 thì tôi có ngồi một anh bạn cũng là một ông thầy của tôi. Tôi hỏi là gì? Tại sao mà ông nói, tức là hai người bạn nói chuyện với nhau, tôi hỏi bạn ấy là thế tại sao mà khi mà ông nói với người ta ấy là làm cái này để thay đổi số phận nhưng người ta vẫn không thể được thay đổi được, thì bạn tôi có nói rằng thứ nhất là gì, người ta biết người ta phải làm gì để thay đổi nhưng người ta thường không làm. Nếu mà biết mình yếu chỗ nào, bù đắp vào chỗ đó thì là tốt, nhưng mà đây rất nhiều thầy phong thủy xem cho khách xong nhưng khách không làm và cuộc sống của họ vẫn y như vậy. Cũng như là khi mà quý vị nhờ tư vấn về cái vấn đề gì đó, sau đó là gì, tư vấn xong thì quý vị lại lúc đầu thì hào hứng lắm nhưng sau tặc lưỡi một hai ngày rồi một vài tháng cũng sẽ quên đi, và cuộc sống của quý vị như vậy, vẫn như vậy, và quý vị đổ cho lỗi cho ông thầy là xem không đúng, đổ lỗi cho là gì, cuộc sống là đẩy mình vào cái cuộc sống khó khăn. Không có chuyện như vậy, tất cả là do ý chí của quý vị, tất cả là do con đường của quý vị chọn, tất cả là do cái sự nỗ lực và cố gắng của các bạn. Tất cả là do cái sự nỗ lực, tất cả là do sự nỗ lực và cố gắng của các bạn trong cái công cuộc mà thay đổi vận mệnh của mình. Rất nhiều người cũng có những câu hỏi là tại sao mà tôi làm vất vả cả đời, tôi làm ngày làm đêm mà vẫn không giàu lên được. Đó, thì quý vị phải chọn lại, đúng không? Tư duy lại là gì? Cái thứ nhất là về cái công việc của mình làm, nó có giàu được hay không? Đấy. Sau đó quý vị học hỏi kinh nghiệm, học hỏi từ người khác, hạ cái tôi của mình thấp xuống, đi học đi, thì khi đó mới có cái cơ hội thay đổi vận mệnh được. Chứ đây lúc nào cũng vênh mặt bố đời lên thì làm sao mà làm được, đúng không? Đấy. Vậy nên là gì? Trong cuộc sống thì nó có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến. Khi mà các bạn tăng được cái kiến thức của quý vị, tăng được cái giá trị của quý vị, phục vụ được cái kiến thức, cái giá trị của quý vị, phục vụ được nhiều người hơn trong cuộc sống, thì tất nhiên cái cuộc sống giàu có, cái cuộc sống về hạnh phúc sẽ đến với các bạn.
Vậy nên quý vị đừng ngồi đó mà than vãn nữa, hãy hành động. Chỉ có cái hành động mới mang lại cái kết quả, chứ không hành động thì sẽ không mang lại được gì. Đấy. Thì qua video ngày hôm nay tôi cũng mong muốn là quý vị hãy có một cách nhìn nhận mới về bản thân, nhìn nhận mới về về cái cách, cái hướng đi của mình, và đừng ngồi đó mà than vãn nữa, hãy thay đổi, hãy thay đổi, hãy học hỏi. Quý vị muốn học cái gì thì đi học. Đấy. Đừng ngồi một chỗ mà than vãn, để sau này hãy học hỏi, hãy tập trung vào học hỏi để cho mình có một cái cuộc sống tốt hơn, có một cái vận mệnh tốt hơn. Đó, đó là những chia sẻ của tôi về cái thay đổi vận mệnh cho trong cuộc đời của một con người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.